Mình xin chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ ngăn chặn những cái tin nhắn của những cái người lạ hoặc là những cái tin nhắn rác gửi đến tài khoản Messenger của chúng ta. Nếu như các bạn không muốn nhận những cái tin nhắn của người lạ, những người lạ ở đây thông thường là những người lạ mà chúng ta chưa kết bạn hoặc là chúng ta không quen biết ở trên ứng dụng Messenger, và những cái tin nhắn quảng cáo từ những cái sản phẩm mà chúng ta bấm vào những cái đường link quảng cáo, hoặc là chúng ta có thể là bị những cái trang quảng cáo nó gửi những cái tin nhắn tự động ở trên Messenger. Các bạn có thể là tiến hành chặn những cái tin nhắn đó bằng một số những cái bước đơn giản như sau. Đầu tiên thì các bạn có thể là mở ứng dụng Messenger trên điện thoại của các bạn lên, và các bạn chọn cho mình vào phần ba dấu gạch ở bên góc bên trái của màn hình. Các bạn chọn tiếp vào phần cài đặt ở đây, và trong phần cài đặt này các bạn tìm đến cho mình cái mục đó là quyền riêng tư và an toàn. Ở trong phần quyền riêng tư và an toàn này, các bạn tìm đến cho mình mục là phân phối tin nhắn, và lúc này thì các bạn chọn cho mình một cái mục là người khác trên Facebook. Ở đây thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần đó là tin nhắn đang chờ, các bạn chuyển sang là không nhận tin nhắn đang chờ. Thì đối với cái tin nhắn đang chờ này thì tất cả những cái tài khoản mà chưa kết bạn với các bạn mà gửi tin nhắn cho các bạn ở trên Messenger này thì nó sẽ chuyển sang cái chế độ đó là tin nhắn đang chờ. Và khi nào mà các bạn muốn đọc những cái phần tin nhắn đang chờ đó, các bạn có thể chuyển vào cái phần đó là tin nhắn đang chờ như thế này. Đây chính là tất cả những cái tin nhắn đang chờ của mình ở trên phần Messenger, và nếu như những người này mà mình chưa kết bạn thì nó sẽ hiển thị ở cái mục là tin nhắn đang chờ. Và mình sẽ tắt cái mục đó là tin nhắn đang chờ đi, và mình sẽ chọn vào cái mục đó là không nhận. Như vậy thì những cái người lạ sẽ không thể nào nhắn tin cho mình ở trên Messenger này được. Và như vậy thì chỉ với những cái bước đơn giản như thế này thì các bạn có thể là hạn chế bớt những cái tin nhắn rác, những cái tin nhắn của người lạ ở trên ứng dụng Messenger.